Very interesting passage of scripture in the book of Leviticus. Tôi muốn dẫn dắt các bạn bước vào một phân đoạn kinh thánh rất là thú vị ở trong sách Lê Vi Ký. And show you of a revival that took place on earth way back in the time of Moses. Và chỉ cho các bạn thấy rằng những cơn phấn hưng đã diễn ra ở trên đất tận ngay cái thời của Môi-se. Leviticus is a very important book to the Jewish people. Với người Do Thái thì sách Lê Vi Ký rất là quan trọng. When the children go into school at the age of 6. Khi mà các em bé khoảng 6 tuổi bước vào trong trường học. For the first 4 years of their schooling, they're taught from the book of Leviticus. Thì trong suốt 4 năm đầu, các em bé người Do Thái sẽ được học những thứ điều trong sách Lê Vi. And it's a book that we find hard to understand today. Đây là cuốn sách mà ngày nay đôi lúc chúng ta thấy là khó để hiểu. But they spent 4 years in Leviticus. Nhưng mà các em bé trong trường học lúc đó phải dành suốt 4 năm để học sách Lê Vi. Age 10, they were taught from the book of Genesis, the manuscripts they had in those days. Sau đó 4 năm có nghĩa là khi các em 10 tuổi, thì các em sẽ học sách Sáng Thế Ký trong suốt 2 năm. No wonder they had great understanding of the Word of God because they were 12 years of age. Yeah. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi mà chỉ khi mới 12 tuổi thì các em bé người Do Thái đã hiểu biết rất nhiều về lời Chúa. I find this a very interesting book. Tôi thấy sách Lê Vi Ký là một sách rất là đặc biệt. It's known to the Jewish people as being the revivalist textbook. Và với người Do Thái thì cái cuốn sách Lê Vi Ký này được xem là cuốn sách của những nhà phấn hưng. It's also known to be a textbook for priests. Hay nói cách khác gọi là cuốn sách cho những thầy tế lễ. It was the priest handbook and it was the revivalist textbook. Đây là cuốn sách ghi chép của những thầy tế lễ, hay nói cách khác là cuốn sách của những người mà tạo ra những cơn phấn hưng. In those days, people couldn't take a step in the right direction without the teaching of God's word. Và trong những ngày đó thì dân sự họ không thể nào bước đi một cách đúng đắn nếu như họ không có lời Chúa. Bible says God's word is a lamp unto our feet. Kinh Thánh nói rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. And it's also a light to our path. Là ngọn đèn cho đường lối tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. And we truly agree with that. Book of Genesis. Ở trong sách Sáng Thế Ký gives a picture of God choosing his people. Thì cho chúng ta một hình ảnh về việc Đức Chúa Trời Ngài lựa chọn dân sự Ngài. And when you come into the book of Exodus, rồi sau đó chúng ta qua sách Sáng ở suốt Ai Cập Ký, you get a picture of God delivering his people. Thì chúng ta nhìn thấy hình ảnh Đức Chúa Trời Ngài giải cứu dân sự mình. Jewish people were in bondage to the Israeli people were bondage to Egypt for 430 years. Những người Do Thái hay là những người Israel đó đã bị sống làm phu tù trong suốt 40 năm. And on that first Passover night, they started their journey out from Egypt. Và một cái buổi tối kia, tất cả họ đều bắt đầu hành trình ra khỏi xứ Ai Cập, xứ Ai Cập. So Genesis talks about God choosing his people. Cho nên Sáng Thế Ký nói về việc Đức Chúa Trời lựa chọn dân sự cho Ngài. Exodus talks about God delivering his people. Suốt Ai Cập Ký thì nói về việc Chúa Ngài giải phóng dân sự Ngài. And you come into the book of Leviticus and you get a picture of God, hallelujah, sanctifying his people. Và khi bước sang sách Lê Vi Ký thì chúng ta thấy một hình ảnh về Đức Chúa Trời Ngài thánh hóa làm nên thánh dân sự Ngài. It's a book on holiness and it's a book on worship. Đó là cuốn sách nói về sự thánh khiết và cũng nói về sự thờ phượng. Now Leviticus chapter 8. Bây giờ chúng ta hãy xem Lê Vi đoạn 8. Like to open your Bibles there. Dạ, xin mời chúng ta mở Kinh Thánh Lê Vi đoạn 8. Leviticus chapter 8 is a very interesting passage of scripture. Lê Vi đoạn 8 đó là một cái phân đoạn kinh thánh rất là thú vị. And we get a picture here of God sanctifying his people, setting themselves apart as holy unto God. Và chúng ta thấy ở đây hình ảnh Đức Chúa Trời Ngài. And in verse, thánh hóa dân sự Ngài đặt để họ riêng ra cho Ngài như là một dân tộc thánh. In verse 6. Và trong câu số 6. Like to open your Bibles there. Moses brought Aaron and his sons
Môi-se bảo Aaron và các con trai người. And remember, Aaron was the high priest of that time in history. Chúng ta nhớ rằng đó, thời điểm đó Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm lúc bấy giờ. And his sons were also priests. Và các con trai của Aaron cũng là các thầy tế lễ. And the first thing that Moses did as a leader was to wash them with water. Và điều đầu tiên mà Moses làm với tư cách là một người lãnh đạo đối với những thầy tế lễ là gì? Đó là rửa, lấy nước rửa cho họ. And the first thing that God really does with you and I, He washes us with the water of His Word. Và điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời Ngài làm cho các bạn và tôi đó là Ngài cũng sẽ rửa lại, làm sạch chúng ta bởi lời của Ngài. In the book of Ephesians, it talks about God washing us with the water of His Word. Và trong sách Ê-phê-sô một lần nữa Kinh Thánh cũng nói về việc Chúa Ngài rửa chúng ta bởi sự rửa của lời Chúa. The people knew in that day that it was the word of God that was going to wash them and cleanse them. Cho nên, tạo ra dân sự của Chúa trong ngày nay có thể biết rằng chính lời của Chúa sẽ rửa họ, làm cho họ tinh sạch. Now in our natural lives, we apply water to parts of our body every day. Trong cái cuộc sống tự nhiên đó, mỗi một ngày chúng ta phải dùng nước để mà rửa tắm rửa cơ thể mình, đúng không ạ? We have indeed a constant washing of water. Chúng ta có một cái nhu cầu đó là phải luôn được tắm rửa. And it's also in the realm of the spiritual. Và như vậy trong lĩnh vực thuộc linh. So what I want you to see is, cho nên điều mà tôi muốn các bạn nhìn thấy ở đây, that when you come to the word of God, khi các bạn đến với lời Chúa, don't come just when you have to get a message to preach on Sunday. Đừng có đến với lời Chúa để mà kiếm một cái sứ điệp chia sẻ vào sáng chủ nhật thôi. Don't come to God just to get revelation. Cũng đừng đến với Chúa để tìm kiếm một sự mặc khải nào đó. But come to the Word so that it will wash you and make you clean. Nhưng mà hãy đến với lời Chúa để rồi lời đó có thể rửa các bạn và khiến cho các bạn trở nên tinh sạch. Our heart and our mind needs the daily washing of God's Word. Tâm lòng của chúng ta, tâm trí của chúng ta cần có cái sự rửa, sự làm sạch của Chúa mỗi ngày. And as you know, God deals with things in our lives according to the teaching of His Word. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài xử lý những cái vấn đề trong cuộc đời của chúng ta qua sự dạy dỗ của lời Ngài. Remember in biblical history the story of Gideon. Chúng ta nhớ câu chuyện ở trong quá khứ trong của Gideon không ạ? Gideon had a massive army. Yes. Gideon phải đối diện với một cái đội quân lớn. And then one day God told him to that God was going to, he had too many people in the army, God didn't need so many people. Và trong đội quân của Gideon và những người mà đi theo ông đó thì Chúa nói rằng họ đội quân của ông có quá nhiều người. He said to Gideon, tell the soldiers, those of you that are frightened, those of you that are afraid, I want you all to go home. Thì Chúa chỉ dẫn Gideon rằng hãy nói với quân lính của ông á, những ai mà đang sợ hãi, những ai mà đang khiếp sợ thì được phép quay về nhà. And out of the thousands in his army, the majority went home. Và trong số hàng ngàn người lính đi theo Gideon thì sau khi nghe như vậy, rất nhiều người đã quay trở về lại nhà mình. And he told Gideon he still had more than he needed. Nhưng mà Chúa vẫn nói rằng cái số còn lại vẫn là vượt quá cái số mà con thật sự cần. So he said, I want you to take them down to the water because I want to test them out the water. Và sau đó cho nên Chúa mới nói là tao muốn con dẫn họ đi xuống chỗ cái dòng sông, chỗ con nước đó và tao muốn lấy nước đó để thử họ. I think there were 10,000 of them at that time. Tôi nghĩ cái thời điểm đó quân lính còn lại với Gideon khoảng cỡ 10,000. So the 10,000 went down to the water and they were all very thirsty. Và bao nhiêu ngàn người đã xuống ở sông đó thì họ tất cả họ đều rất là khát nước. They got into the water. Và họ tất cả họ đều đi xuống nước. And the water got into them. Và nước chạm vào họ. But God said, I want you to see those who have their hands out and they're lapping water in their hands with their tongue. Nhưng mà Chúa chỉ dẫn video này, tao muốn con quan sát những người á mà lấy tay bọng nước và đưa nước lên mặt và liếm lấy nước. And you know how many of them they were, amen? Và các bạn biết là cái số mà làm như vậy thì còn bao nhiêu ạ? That was the number. Con số là bao nhiêu ạ? 300. 300, that's right.
300 ạ. Yeah. And 300 in scripture is the number that speaks of divine deliverance. Và con số 300 đó theo như cái con các con số trong Kinh Thánh nó là cái sự ám chỉ đến sự giải cứu thiên thượng. And you and I will experience the deliverance of God in all areas of our lives as we come daily to the Word, not just to get a message. Và nên các bạn và tôi, chúng ta mỗi ngày cũng sẽ được Chúa giải cứu ra khỏi những các vấn đề của riêng mình, của con người của mình. Khi chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta đến với lời Chúa không phải là để kiếm một cái sứ điệp hay là để được nhận sự mặc cải, nhưng đơn giản là để rửa sạch chúng ta. If you have that daily washing of God's word, và nếu như mỗi ngày chúng ta được tẩy rửa bởi lời Chúa, a message will be birthed in your heart, thì tự động một sứ điệp nó sẽ được khơi dậy, nó sẽ được mở mang trong tâm lòng của chúng ta. And revelation will come to you. Và sự mặc khải nó cũng sẽ tự nhiên mà đến. Now, throughout scripture, trong xuyên suốt Kinh Thánh, nakedness, cái sự trần truồng lõa lồ, kind of gives us a picture of sinfulness, thì cho chúng ta cái hình ảnh giống như là một tội lỗi. If you took a naked man, nếu như chúng ta lấy một con người mà giống như trần truồng lõa lồ, and began to clothe them first, và bắt đầu hả mặc đồ cho người đó, with a foundation garment, với cái bộ đồ giống như đồ lót ở bên trong, and then put another garment upon him, rồi sau đó đặt thêm một bộ đồ khác nữa, rồi mặc thêm một cái lớp đồ khác lên nữa, until he's properly clothed, cho đến khi mà họ giống như là được mặc hết tất cả các bộ đồ cần thiết, and completely covered in all of his glory, và hả cái bộ đồ đó hoàn toàn che you would see the development of the believer. Thì chúng ta thấy rằng cái người đó từ những bộ đồ đã che phủ và hoàn toàn ở trong cái sự sáng của cái bộ đồ đã che phủ. So this is what we're going to see in this passage of scripture this afternoon. Cho nên đây là điều mà chúng ta sẽ xem ở trong những lời Chúa chiều hôm nay. Other parts of the Bible, you realize God's people have taken from the outer court into the holy place, and then into the holy and the holy of holies. Một cái phần khác trong Kinh Thánh chúng ta đọc biết là dân sự của Chúa được đem từ ngoài phần hành lang đến nơi thánh rồi đến nơi chí thánh. This afternoon we're being taken from a position where we have no clothes on us. Cho nên chiều hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ cái vị trí mà chúng ở bên ngoài, có nghĩa là vị trí mà chúng ta không có bộ đồ nào mặc ở trên mình đó. To be fully clothed in glory and splendor. Cho đến cái vị trí mà chúng ta sẽ được mặc lấy đầy trọn cái sự vinh hiển, cái sự chói lói. And you see the same story as you move from the outer court into the holy place and then into the holy of holies. Cái việc đó nó cũng giống như cái hình ảnh của dân sự mà đi từ cái nơi hành lang ở bên ngoài cho đến nơi thánh, cho đến nơi chí thánh. In the outer court, there was what was called the laver. Và ở trong cái phần hành lang á, nó có một cái gọi là cái chậu rửa. The original laver in the outer court. Thì cái chậu rửa ban đầu theo những cái thiết kế ở trong hành lang của đền tạm á, was actually made with the mirrors of the woman. Thì thật ra nó được làm có cái tấm gương để soi của những người phụ nữ. And as people looked into the laver where the water was, và khi mà người ta nhìn vào cái chậu rửa nơi mà người ta rửa tay đó, the image reflected the person washing. Thì cái hình ở trong cái nước nó có cái tấm gương, nó sẽ phản chiếu lại cái hình của cái người mà đang đến rửa. And the word of God in like manner reveals ourselves. Và lời Chúa cũng giống như vậy, tiết lộ cho chúng ta thấy được chính bản thân mình. God's word is a mirror to us, amen. Cho nên lời Chúa cũng giống như là tấm gương cho chúng ta, cái gương phản chiếu lại cho chúng ta. Now we'll see when Moses was told by God to put clothes upon Aaron and his sons. Rồi sau đó chúng ta thấy rằng Chúa lại bảo Moses rằng phải mặc áo lên cho Aaron và con của người. Three garments are mentioned here. Thì ở đây bộ quần áo của họ phải mặc nó có ba cái lớp. Firstly, there was the coat. Đầu tiên đó là cái bộ áo lá, có nghĩa là cái áo trong mặt trong. There was the robe. Rồi sau đó một cái áo choàng dài. And thirdly was what was called the ephod. Và cái phần cuối cùng, cái lớp ngoài cùng đó, có là cái điều mà Kinh Thánh mình gọi là ephod. And the coat was made of linen.
Và cái bộ áo lá, bộ đồ lót trong á thì là làm từ vải linen, vải thô, vải gai. I'll take you into the scripture from verse 6. Các bạn có thể xem nó ở trong câu 6, Lê Vi đoạn 8. Moses brought Aaron and his sons and washed them with water. Đoạn Môi-se bảo Aaron và con trai người lại gần rồi lấy nước rửa họ. And then he put upon him the coat. Người đặt áo lá mặc trong cho Aaron. Girded him with a girdle. Cột đai lưng cho người. Clothed him with a robe. Mặc người vào một cái áo dài. And then put the ephod upon him. Rồi mặc ephod lên. And he girded him with a curious girdle of the ephod. Và cột đai của cái ephod lại. Bound it under him therewith. Và sau đó đeo bảng cho người. So we'll look at the foundation garment that God requires to be placed upon you and I. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái bộ quần áo đầu tiên mà Chúa yêu cầu phải mặc lên cho cuộc đời của chúng ta. It was made of fine white linen. Cái bộ quần áo đầu tiên là được làm bằng vải linen, có nghĩa là vải thô, tinh chất, nguyên sơ nhất. And with the three garments God wants to place upon you. Và đó là một trong ba cái lớp quần áo mà Chúa ngài muốn chúng ta mặc. We see there was great purpose in it. Thì chúng ta khi quan sát những cái lớp quần áo này, chúng ta cũng sẽ thấy được có những cái mục đích rất là tuyệt vời ở trong này. It speaks to us of the 30-fold dimension. 30-fold, like the Bible talks about 30-fold, 60-fold, 100-fold. Và ba bộ quần áo này cho chúng ta thấy cái hình ảnh của cái chiều kích mà gọi là giống như Kinh Thánh cũng có nói là lên 30 hay là 60 hay 100% hay gì đó. So Moses had to place this linen coat firstly upon Aaron, who was the high priest. Cho nên ở đây chúng ta thấy Môi-se phải mặc cái bộ áo lá mà vải gai mình vải linen đó lên cái thầy tế lễ là Aaron. The linen coat had a hem on the garment. Và cái bộ quần áo đó. The hem of the coat speaks to us of healing. Healing. Yeah. Và cái vạt của cái áo á thì nó nói về sự chữa lành ở đây. Now the coat covered the whole body from the neck right down to the ankles. Cái bộ quần áo này đó nó che cái người thầy tế lễ từ cổ mà che xuống tới tận cái vác áo ở dưới. And you and I have a picture of our salvation. Và điều này nó thể hiện cái hình ảnh về sự cứu rỗi cho chúng ta. You go into Revelation chapter 19. Các bạn có thể thấy ở trong Khải Huyền đoạn 19 verse 7 and 8. Câu 7, câu 8. It says, let us be glad and rejoice. Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy vui mừng hớn hở. And let's give honor to him. Và hãy dâng tôn vinh hiển cho Ngài. The marriage of the Lamb has come. The marriage of the Lamb has come. Bởi vì lễ cưới của chiên con sẽ đến. And his wife has made herself ready. Và vợ của ngài đã được sẵn sàng rồi. And her was granted that she would be arrayed in fine linen. Và ở đây chúng ta thấy rằng và người có nghĩa là người vợ đó sẽ được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. And it would be bright. Cái áo đó nó sẽ rất là tinh sạch, sẽ rất là sáng láng. Fine linen is the righteousness of the saints. Và vì vải gai mịn đó là công việc công bình của các thánh đồ. So the priest had placed upon him this fine linen garment. Cho nên những thầy tế lễ phải mặc ở trên mình cái lớp áo đầu tiên đó là bằng vải gai mịn. It was a coat. Đó là cái áo lá. It was like his foundation garment. Nó giống như là ngày nay mình hay gọi là cái đồ lót, cái phần mà bạc sát nhất trong người ạ. And it speaks of personal righteousness. Và cái áo lá này nó cũng thể hiện về sự công bình của mỗi cá nhân. In the life of the believer. Công bình của mỗi cá nhân ở trong đời sống của những cơ đốc nhân. And it shows us how that our own personal life must be clean. Và điều này cho chúng ta biết rằng đời sống cá nhân riêng tư của những người tin Chúa đó nó cũng cần phải được tinh sạch. Now concerning outer core truth. Bây giờ chúng ta liên hệ nó với cái hình ảnh ở hành lang của đền tạm. In church history. Ở trong lịch sử của hội thánh. It's number one, salvation. Thì đầu tiên chúng ta thấy tập trung phải có sự cứu rỗi. Number two, water baptism. Sau đó là bắt tay bằng nước. Number three, sanctification. Và điều thứ ba đó là sự nên thánh. And number four, healing. Và điều thứ tư là sự chữa lành.
So think of the woman who pressed through the crowd when Jesus was on earth. Chúng ta hãy nhớ cái người phụ nữ mà bà giống như là dẹp đám đông, xe qua đám đông để mà chạm đến Chúa Giêsu. Who was saying to herself? Có thể lúc đó bà nói với bản thân mình. If I can only just touch the hem of His garment. Bà tự nhủ rằng nếu như mình chỉ cần chạm được đến vạt áo của Chúa thôi. Let's have a look at that story quickly. Chúng ta hãy xem câu chuyện này một cách nhanh chóng nha. Matthew 9:20. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 20. And a woman who was diseased with an issue of blood for 12 years. Thì cái người phụ nữ này bị bệnh bất huyết đã trong suốt 12 năm. Came behind the crowd and touched the hem of His garment. Bà đã giống như là len lỏi vượt qua đám đông để chỉ đến và chạm vào chiếc áo của Chúa thôi. And we know that she was healed. Và chúng ta biết rằng sau đó bà được chữa lành. So when you have God's foundation garment upon you, cho nên khi mà bạn có cái bộ quần áo lá mà Chúa cho đó ở trong cuộc đời mình, you can be healing people. Thì các bạn có thể trở thành những người đem đến sự chữa lành. Jesus said when He was here on earth, if you believe in Me. Và Chúa Giêsu nói khi mà Ngài còn sống trên đất đó là nếu như các ngươi tin Ta. They shall recover. Nếu khi chúng ta đặt tay trên người đau thì người đau sẽ được lành. Now after the linen garment was placed upon the priest. Cho nên chúng ta thấy sau khi mà bộ áo lá bằng vải gai mình đã đặt được mặc lên. And around the waist of the priest there was a girdle that had to be applied. Thì hả, người ta phải thắt một cái đai lưng cột giữ nó lại ở trên eo của thầy tế lễ. You know, in those days they wore garments right from the neck down to the ankles. Bạn biết thời xưa đó thì người ta mặc cái áo đó dài từ cổ cho nó tận mắt cá chân. The girdle would be like a belt. Và cái thắt lưng đó nó giống như bây giờ với cái nịt mà thầy dùng đó. It held the rest of the garment up a bit so the priest could walk. Để nó giữ cho cái bộ đồ nó giữ lên một xíu cho nó không có lê lết ở dưới chân để các thầy tế lễ có thể bước đi. And I must tell you about this. This was a very important part of it. Và tôi phải chia sẻ với các bạn điều này. Đây là cái phần rất là quan trọng trong cái việc mà mặc những cái đồ như thế nào. It speaks of the good works that follow our salvation experience. Cho nên cái nhịn lưng, cái đai lưng này nó là nói về những công việc, những điều tốt lành mà chúng ta với tư cách là những cơ đốc nhân, những người tin Chúa sẽ làm. Amen. That's so very true. I gave you Ephesians 2:10 just before lunch. Dạ, yeah. Rất là đúng, bởi vì giống như câu Kinh Thánh tôi đã nói với mọi người trước buổi trưa đó, Ephesians đoạn 2 câu 10. We are His workmanship. Đó là chúng ta là công việc tinh xảo được Ngài làm nên. We've been created in Christ Jesus to fulfill certain works. Chúng ta đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm một số các công việc làm. And they're good works. Và đó là những công việc tốt lành. And I showed you how the movement were little masterpieces. Và tôi cũng đã chỉ cho các bạn biết rằng chúng ta là những cái công việc là những cái thủ công, những cái tinh tác của Chúa. Now in Isaiah 11:5. Các bạn nhớ ở trong Esai đoạn 11 câu số 5. If you just write down the verse just on Isaiah 11:5. Các bạn có thể later on you'll have the sermon as your hand. Có thể viết lại câu Kinh Thánh sau này, nếu các bạn đọc các bạn có thể tự làm sọ một bài giảng từ câu Kinh Thánh này, Esai 11 câu 5. It says righteousness shall be the girdle of your loins. Và Esai đoạn 11 câu 5 nói rằng sự công bình cũng giống như là nịt lưng của. And faithfulness will be the girdle of your reins. Và sự thành speaking of your innermost being. Và xin nhớ đọc Esai đoạn 11 câu số 5 ạ. So the girdle speaks to us of righteousness and faithfulness. Và sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài và sự thành tín sẽ làm dây chàng ngang hông. Có nghĩa là God wants us all to be righteous. God wants us to be all faithful. Tất cả chúng ta, Chúa muốn chúng ta sẽ trở nên công bình. Ngài muốn chúng ta thành tín. God pays attention to this. Amen. Chúng ta thấy rằng Chúa Ngài để ý cái vấn đề này lắm. Now in John 13:4-5. Trong Giăng đoạn 13 câu 4 câu 5. There was a time when they went on a long journey with the disciples, and Jesus did. Thì có lúc thời điểm đó Chúa Giêsu phải đi một cái hành trình rất là xa cùng với các môn đồ mình. And they had sandals on. Và họ phải mang giày trong chân. And when they got to the end of their journey, their feet were dirty. Và tới cuối cái hành trình của mình thì tất cả trong các môn đồ đều rất là dơ. And they went into the house.
But not one of the disciples would wash the feet of the others. Sau đó họ cùng vào nhà nhưng mà không có một môn nào nào muốn rửa chân cho người khác hay muốn rửa chân cho anh em mình. And we see how that Jesus took off the girdle. Và chúng ta thấy ở đây thì đó là Chúa Giêsu giống như là. And he got down before his disciples and he washed and he wiped their dirty feet. Vắng cái khăn ngang lưng mình gọi là giống như cái địch. Cái vấn ngang giống như là cái dây cột ngang như vậy và hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đồ. You read of it in John 13 verse 4 and 5. Các bạn có thể xem câu chuyện này ở trong Giăng đoạn 3 câu 10, câu 4 câu 5. Jesus rose from supper. Giăng đoạn 13 câu 4 câu 5. Laid aside his garments. Yeah. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ngài ở trong cái bữa tiệc. And then he took a towel and he girded himself with a towel. Ngài rời khỏi bàn tiệc và bắt đầu hả cởi cái áo ra và lấy cái khăn quấn ngang mình. And then he poured water into a basin. Rồi sau đó ngài đổ nước vào trong chậu rửa. And began washing the disciples' feet. Và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. And then he wiped their feet with the towel wherewith he'd been girded. Và sau đó ngài lấy cái khăn mà ngài quấn ngang hông giống như cái địt lưng á và lâu trong cho các môn đồ mình. Imagine if you'd been one of Jesus' disciples and he was lovingly washing your feet and wiping your feet. Các bạn hãy tưởng tượng các bạn là một trong những môn đồ của Chúa lúc bây giờ mà bây giờ ngài đang ngồi đó rửa chân cho bạn sau đó chùi sạch chân cho bạn một cách đầy yêu thương. Now when you see Jesus Christ in Revelation 1:13. Bây giờ nếu như các bạn nhìn thấy Chúa Giêsu ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 13. You see him wearing a golden girdle. Thì chúng ta lại thấy ở đây cho hình ảnh rằng Chúa Giêsu ngài đang thắt lưng bằng một cái thắt lưng bằng vàng. It's a lovely scripture, folks. Revelation 1:13. Khải Huyền đoạn 1 câu 13. And you read that in the midst of the seven golden candlesticks. The seven candlesticks. Giữa 700 đèn vàng. There was one like the Son of Man. Thì có một ai đó giống như con người. Clothed the garment right down to his feet. Mặc áo dài tới tận chân. And girt about the paps. Và thắt lưng có nghĩa là niệp ngang lưng của người là bằng vàng. In other words, all the works of Jesus were as of gold. Amen. Nói cách khác, tất cả những công việc mà Chúa Giêsu làm đó, nó quý giá, nó đáng tôn trọng như là vàng vậy. There was no wood, there was no hay, there was no stubble. Chúng ta thấy ở trên đa lưng đó không hề có cái thứ gọi là cỏ khô hay là rơm hay là rạ, những thứ dễ cháy bắp. And the girdle that the priest wore had three colors in the girdle. Và ở trong cái thắt lưng của thầy tế lễ đó thì nó có ba màu. The color blue. Đầu tiên nó có màu xanh. Which is the heavenly color. Cái màu xanh gọi là xanh blue là xanh dương á thì nó là cái màu của bầu trời. And the color purple. Sau đó là màu tím. Which is the royal color. Là cái màu thể hiện cái tính hoàng gia hoàng tộc. And the color scarlet, which is something like a red color. Và cuối cùng là cái màu huyết dụng, cái giống như là cái màu đỏ thẫm, màu đỏ vậy á. Scripture blue speaks to us of things that are heavenly in nature. Heavenly. Yes. Yeah. Và nó nói cho chúng ta thấy giống như là một cái gì đó mang tính thiên đàng, thuộc về thiên đàng. Speaking to us of the nature of Christ. Đó là cho chúng ta biết về bản chất của Đấng Christ. Purple in Scripture speaks of things that are royal or kingly. Màu tím thì nói về những điều giống như thuộc về hoàng tộc hay là nói về cái cương vị của một vị vua. And red in Scripture speaks of the blood, speaks of suffering. Màu đỏ là cái màu mà đỏ, điều đó thì nói về huyết, có nghĩa là nói về sự chịu khổ. Of the humanity of Jesus. Là hình ảnh về nhân tính của Chúa Giêsu. He was here on earth as a priest. Là đấng mà sống ở trên thế gian này giống như là một thầy tế lễ. So the first garment, the foundation garment. Vậy nên bộ đồ, bộ áo lót, cái phần đầu tiên nhất của bộ đồ mà phải mặc lên. Fine white linen. Thì được làm từ vải gan mịn. Now I know in earlier days, maybe even here in your nation, women would wear a foundation garment. Yeah, tôi nghĩ có thể thời xưa thậm chí có thể tận bây giờ những người nữ họ thường hay mặc cái bộ đồ lót ở trong. Thường là để giữ cho eo đồ nhỏ lại giống như đồ lót mà cho sát người là để trước khi mặc những bộ đồ khác lên cho nó đẹp. And our country, women
had what was called, they called them stains. And the mother would say to her son or her daughter, would you just tie up my stain? Yeah. But in the phương Tây, they have a bộ đồ, ông gọi là stain, giống như là bộ đồ lót, mà theo kiểu phương Tây ở trong, là nó quấn quay xong, bắt đầu phải cột, kéo cột cho nó giữ cái dáng này đẹp. So the second garment is called the robe, amen. Cho nên cái bộ đồ, cái phần bộ đồ thứ hai thì gọi là cái áo choàng dài. And the robe wasn't put on like a coat. Và cái áo choàng dài đó thì được mặc lên giống như một cái áo khoác vậy. The robe came down over the head of the priest. Cái áo này thì tết từ cái đầu xuống luôn. And went down to his knees. Là cái áo khoác cái bộ thứ hai này nè thì là mặc từ đầu cho đến tới đầu gối thôi. It speaks of a seamless robe on Jesus in the Gospel of John. We won't look at the scripture, but around the robe there were bells and pomegranates sewn on the garment. There was a bell. Yeah. Và ở trong cái bộ đồ thứ hai, cái áo khoác này nè, thì nó có những cái chuông và có những cái hình trái lựu. In other words, when the priest would move, there would be a noise. Nó cách khác có nghĩa là những cái chuông, những cái hình trái lựu này gắn trên cái tà áo đó. Amen. Thì khi nào mà thầy tế lễ đi thì nó sẽ tạo ra những âm thanh. And there were pomegranates. Now pomegranate is a fruit. Và cái trái lựu có những cái phần giống như hình trái lựu. Cái lựu là một cái loại trái. And they sewed material pomegranates also on the hem of the robe. Và họ cũng theo những cái hình giống như trái lựu như vậy ở trên cái vạt áo của cái áo thứ hai này. And the pomegranates and the bells speak to us of the fruit of the spirit. Và vậy nên những cái chuông cũng giống như là những cái hình theo hình trái lựu đó, nó là hình ảnh cho chúng ta biết về bông trái của Thánh Linh. And the gifts of the spirit. Cũng như là những ân tứ Thánh Linh. So this robe speaks to us really of divine healing. Vậy nên chiếc áo choàng dài này cho chúng ta thấy hình ảnh về một cái sự chữa lành đến từ Thiên Thượng. God is desiring to give divine health to His people. Cái sự khao khát của Đức Chúa Trời đó là Ngài có thể gửi đến cho dân sự của Ngài cái sức khỏe đến từ thiên đàng. Now the robe had a hole at the neck. Cái áo đó nó có một cái lỗ ngay chỗ lấy cổ. Down over the head of the priest. Nó giống như nó tròn tới này thì nó đến ngay cái cổ. This speaks to us of Holy Spirit baptism. Và nó cho chúng ta thấy cái hình ảnh của việc báp têm trong Đức Thánh Linh. Now we know we're free when we receive the Holy Spirit baptism, but we're not free just to do what we want to do. Chúng ta biết rằng chúng ta được tự do nhận lãnh Đức Thánh Linh, được báp têm trong Thánh Linh, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta tự do thích lấy những cái điều đó, thích làm gì làm. Binding of the neck, which speaks of the Word of God, we're free to do what the Word of God wants us to do. Amen. Cho nên quyền phép mà Chúa cho đó cũng giống như cái áo choàng dài này được quấn từ trên đầu xuống, nhưng mà có cái chỗ để cột ngay chỗ cổ lại, có nghĩa là quyền phép của Đức Thánh Linh tất cả mọi việc họ phải làm với cái sự cùng làm việc, có sự giống như không phải gọi là kiểm soát, nhưng đó là sự cùng làm việc với lời của Chúa. At the baptism of the Spirit, we experience water to our knees. Amen. Và in the baptism of the Spirit, we experience water to the knees. Okay. Spirit of God comes upon you so that you will bow your knee. We've been talking about that all morning. Và báp têm và Thánh Linh đó, trong việc báp têm và Đức Thánh Linh thì chúng ta kinh nghiệm được cái việc mà nước tuôn đổ đến đầu gối của chúng ta. It is one of the first fruits of the Spirit. Và đó, hồi sáng đây, nước tuôn đổ đến gối có nghĩa là nói về sự cầu nguyện hồi sáng như hồi tôi đã chia sẻ đó. Và đó là một trong những bông trái của Thánh Linh của Chúa. Now the first garment was the fine white linen garment coat that came from the neck down to the ankle. Cho nên tôi nhắc lại, cái bộ áo lót là bộ quần áo đầu tiên đó, từ vải gai mìn đó, thì nó che từ cổ cho đến xuống tận cái mắt cá chân. Then the robe came over the head of the priest and it went down to his knees. Rồi cái lớp áo thứ hai đó là cái áo choàng dài đó, là nó che từ đầu xuống tới đầu gối. And the third garment was called the ephod. Và cái lớp áo thứ ba còn gọi là ephod. You see it there in Leviticus chapter 8. Các bạn có thể thấy ở trong Lê Vi đoạn 8. Now this came to the waist.
Remember Ezekiel's vision of God? Chúng ta có nhớ bây giờ cái phần này thì nó kéo đến cái eo. Mọi người có nhớ khải tượng của Ezekiel không? When Ezekiel was looking up to see God. Khi mà Ezekiel nhìn lên để tìm kiếm Chúa. You read that the heavens were opened to him. Thì chúng ta đã biết được rằng thiên đàng mở ra cho ông. Ezekiel 1:1 and he saw visions of God. Và sau đó ông nhìn thấy khải tượng về Chúa. And he had an amazing experience. Và ông đã có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. And he saw this one clothed with these garments. Và ông nhìn thấy tấm đang mặc cái áo choàng sáng láng. And in Ezekiel's vision, he saw how God came and took him by the hand and led him into the water. And the water came first to his ankles. Và sau đó, trong khải tượng của ông nhìn thấy Đức Chúa Trời đến, thấy một ai đó đến nắm tay ông và dẫn ông đến một cái dòng sông, một cái dòng nước. Đầu tiên thì nước tới đó bắt cá thôi. And God was teaching him to walk in the water of God's word. Amen. Và Chúa bắt đầu dạy ông bước đi ở trong cái dòng nước là lời của Ngài, bước đi trong đó. We learn first to walk in the Spirit. Cho nên việc chúng ta đầu tiên nhất chúng ta học cách bước đi trong Thánh Linh. And in the vision he was taken another first 1,000 cubits and water came up to his knees. Và ở trong khải tượng ông nhìn thấy là Chúa dẫn ông đi sau hơn tới cả ngàn không biết nữa và bắt đầu nước bắt đầu đến đầu gối ông. And you get a picture there of God wanting us to pray in the Spirit. Và chúng ta ở đây thấy được hình ảnh rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta học cách cầu nguyện trong Thánh Linh. And then the water came up to his loins as God took him deeper. Và sau đó nước đã ấn ngang hông ông, có nghĩa là dẫn ông đến sâu hơn nữa. And the loin part of our body. Và cái phần mà cái ngang hông đó is the reproductive part of our body. Là cái phần mà giống như là để chúng ta sinh sản. So God wants us to reproduce the things of the Spirit. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta hãy sinh sản ra, hãy làm sản sinh ra nữa những điều thuộc về Thánh Linh. And then God took him further into the water and he found there were waters to swim in. Rồi sau đó Chúa lại dẫn Ezekiel đi sâu hơn nữa đến độ mà không thể bơi được luôn. And this I believe is where we're at from. Okay, man. God wants you to know there are waters for you to swim in. There's so much more for you to do than what you're doing now. Và với tư cách là những cơ đốc nhân, Chúa muốn chúng ta biết rằng có rất nhiều nước tới độ mà cho chúng ta được thoải mái bơi lội ở trong đó, cho nên Ngài muốn chúng ta trải nghiệm điều đó. Now this third garment was a smaller garment, but it was a very important garment. Cái lớp áo thứ ba đó nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó lại rất quan trọng. Very skillfully made. Và cái phần ephod đó phải làm một cách rất là kỳ công tinh xảo. Firstly, it was made of fine linen. Đầu tiên nó được làm bằng cái vải gai mịn rất là tốt. And in this fine linen there were the colors blue. Và ở trên cái vải gai đó họ phải dùng cái màu purple, xanh da trời, and the color scarlet, màu tím và màu đỏ điều. And interwoven among these colors were golden threads in the material. Và giữa những cái màu đó được đan xen với nhau thì có một cái tấm bảng che ở trên ngực bằng vàng. As you would look at it, you would see these golden threads just sort of shine. Và nếu chúng ta nhìn vào đó, chúng ta thấy cái vật liệu bằng vàng đó nó chiếu sáng, nó phản chiếu ánh sáng lên. And this reminds you and I of the skillful work of the Holy Spirit even in our own lives. Và điều này nhắc cho chúng ta nhớ về những công tác quyền năng của Chúa Thánh Linh Thần đang diễn ra ngày hôm nay ở trên cuộc đời của chúng ta. The color gold always speaks of God's divine nature. Cái màu vàng, cái vàng mà gọi là vàng chứ không phải là vàng yellow, màu vàng của mình hả? Vàng kim á, là luôn nói về cái bản chất của Đức Chúa Trời. And he wants his divine nature to be in our will, in our walk, and in our worship, so that we might become all in all. Và Chúa Ngài muốn các bạn cho nó luôn nằm ở trong tâm trí của chúng ta, trong cái cách chúng ta sống bước đi, ở trong cái sự thờ phượng của chúng ta, và Chúa muốn nó luôn ở trong chúng ta. So we discover for it, the linen coat is not enough. The blue robe is not enough. Yes. We have to also put on the ephod. And this is 30-fold, 60-fold. This is the 100-fold complete clothing.
Cho nên các bạn phải biết cái bộ áo lá bằng vải ga mìn không vẫn chưa đủ. Cái bộ áo tròn, áo gót bằng màu xanh da trời đó không vẫn chưa đủ. Chúng ta còn phải mặc trên mình cái ephod nữa. Và như vậy thì chúng ta mới được giống như trong ta ước gọi là sản sinh ra trăm phần ạ. Thinking of the life of Jesus. Hãy nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu. We could say the coat revealed Jesus as the way. Và chúng ta có thể thấy Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu là đường đi cho chúng ta. We could see that the robe spoke to us and revealed to us Jesus as the truth. Chúng ta có thể nhìn thấy Chúa cái bộ áo tròn này cho chúng ta nhìn thấy được rằng Chúa Giêsu chính là đường đi và lẽ thật. And the ephod was a picture to us of Jesus as the life. Amen. Và cái ephod đó thì nó cho hình ảnh cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là sự sống. We come to know him as the way first. Đầu tiên chúng ta thấy cái bộ áo lá trong. And then he leads us into the truth. Là con đường. Rồi sau đó cái con đường nó sẽ dẫn cho chúng ta đến lẽ thật. Và từ lẽ thật đó chúng ta sẽ có được sự sống giống như là ba lớp của bộ áo choàng. Now the girdle of the ephod had a girdle on the ephod too. Và trên cái ephod đó nó cũng có cái đai dịch ngang qua nữa. It speaks to us of the ministry of the third dimension. Và điều này nói đến cái chức vụ ở trong chiều kích thứ ba. It's like the golden girdle you see upon the chest of Jesus in Revelation 1:13. Nó cũng giống như là cái đai bằng vàng mà các bạn nhìn thấy ở trên người của Chúa Giêsu ở trong Khải Huyền. In other words, he wants you and I to have a ministry just like his own ministry. Amen. Nói cách khác, Chúa mà muốn chúng ta cũng có cái chức vụ giống như Chúa Giêsu đã có đó. Where all of our works are as of gold. Nên mà tất cả những công việc chúng ta làm ra thì nó cũng giống như là vàng vậy. Oh, it also speaks to us of the works that follow the ministry. Và những việc này cũng nói cho chúng ta biết về những công việc mà nó sẽ sản sinh ra qua chức vụ của chúng ta. In 2 Corinthians 4, 1 and 2. Ở trong Cô Đinh Tô Nhì đoạn 4, câu 1, câu 2. This is what the Lord says to us here. Đó là những gì mà Chúa nói với chúng ta. I want you to really get this into your heart now. Tôi muốn các bạn hãy đọc và chú ý nó tận bằng cả tấm lòng. Paul says, therefore, seeing we have this ministry, 2 Corinthians 4:1 and 2. Cô Đinh Tô Nhì đoạn 4 câu 1 câu 2. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but we have renounced the hidden things of dishonesty. Not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng, nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lễ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộc. That's pretty deep stuff. Now this is the important part about this. You've already been given the ministry of the Holy Spirit. Có một phần rất là quan trọng trong những câu Kinh Thánh này, đó là tất cả chúng ta đều được Đức Thánh Linh ban cho một chức vụ nào đó. So to be effective minister now, you must renounce all things that are dishonest. Cho nên để trở thành một người hầu vì Chúa có hiệu quả, thì đầu tiên nhất chúng ta phải từ bỏ tất cả những cái gì mà không chân thật. In craftiness. Chúng ta còn phải And you must not handle the word of God deceitfully. Những sự giả mạo hay là những sự dối gạt và chúng ta không có được dùng lời Chúa một cách sai trọng. Just like the girdle, golden girdle around the chest of Jesus in Revelation 1:13. Rất là thú vị, cũng giống như ở trong Khải Huyền thì chúng ta thấy rằng Chúa có cái lưng bằng vàng vậy. God wants our ministry to be ministry of word, ministry of gold. Amen. Chúa muốn tất cả những công việc của chúng ta hay là chức vụ của chúng ta sẽ sản sinh ra những cái kết quả mà nó tồn tại lại giống như là vàng ròng vậy. Now I meant to be talking to you about revival. We haven't even got to the revival in the chapter yet. Tôi biết là cái bài học của chúng ta chiều hôm nay phải là về sự phục hưng, nhưng mà bây giờ mà mới chưa chạm tới khu vực đó. After the washing and putting these garments on, over the garments was the breastplate. Và chúng ta thấy rằng sau khi thầy tế lễ được rửa, sau đó mặc những cái bộ đồ vô và trên đó nó có nghĩa là có một cái tấm bảng. I mentioned it to you last night, I think. The breastplate of the priest.
Tôi nhớ ngày hôm qua thì phải ở trên tấm bảng đó của trong bảng đeo ngực của thầy tế lễ. Carried over his heart, this breastplate. Thì cái tấm bảng mà đeo ở trên ngực đó. And there were 12 pockets in it, and each pocket had a stone with the name engraven of the tribe. Và ở trên cái tấm bảng đó thì nó có 12 cái ô, giống như 12 cái túi. Trên mỗi túi thì đều theo tên của mỗi chi phái. So as you go forth to minister. Vậy nên khi mà thầy tế lễ đi ra và phục vụ hầu vị Chúa, carrying the people on your heart before the Lord, thì họ mang lấy nhân sự ở trong lòng của họ đến trước mặt Chúa. And there was also a piece of material around the right arm. Và chúng ta cũng biết ở trên cánh tay phải của thầy tế lễ cũng có một cái vật dụng. The arm speaks to us of strength. Cánh tay thì cho chúng ta biết về sức lực. And 12 material pockets in the piece of material around the arm. Và trong cái miếng mà che ở trên cánh tay phải của thầy tế lễ cũng có những cái túi nhỏ, có 12 cái túi nhỏ. Carrying the tribes of Israel upon their hearts when they came into the presence of God. Điều này cho chúng ta thấy rằng khi mà thầy tế lễ bước vào hầu việc Chúa thì họ mang vác dân sự của ngài 12 chi phái đó ở trong lòng của họ, trong sức lực của họ. So I put down my note, each stone had its place. Và trong đó thì mỗi cái ô như vậy chứa một cái viên đá quý. The breastplate was carried on the heart of the priest. Và mỗi cái viên đá như vậy có cái vị trí riêng của nó. So we must have a heart concern for the members of the body of Christ. Và cái tấm bảng đeo trên ngực đó nó thể là thầy tế lễ phải luôn mang ở trên ngực của mình, nó thể hiện cho việc là chúng ta phải có tấm lòng quan tâm đến nhân sự của Chúa trong thân thể Đấng Christ. So we're to carry people upon our hearts and upon our arms before God in prayer. Để rồi chúng ta có thể mang lấy dân sự của Chúa trong tâm lòng của mình, trong cánh tay của mình để bước vào sự cầu nguyện. Now way back to the time of Moses. Chúng ta quay ngược lại vào thời của Môi-se. And you may have heard of this, but you may not have understood it. Có thể các bạn đã từng nghe điều này nhưng các bạn không hiểu. There were two other stones. Có hai cái hòn đá. There was the Urim stone and the Thummim stone. Đó là hòn đá Urim và hòn đá Thummim. And this is how the priests got their answers from God in those days. Và đây là cái cách mà các thầy tế lễ có thể nhận được câu trả lời từ nơi Chúa trong cái thời xưa đó. The priests were looking for answers to their prayer. Các thầy tế lễ đang cầu xin Chúa cho câu trả lời. And when you think about how God answers prayer, he'll either say yes or he'll say no. Và rất nhiều lần khi chúng ta nghĩ rằng Chúa phải trả lời chúng ta thì chúng ta thường nghĩ rằng Chúa trả lời một là có hay là không. So when they inquired of the Lord concerning people, cho nên khi mà thầy tế lễ cầu vấn Chúa về dân sự của mình, the priest had to come and stand before the ark. Thì thầy tế lễ phải đứng trước mặt hòm giao ước. He put his hand into the breastplate and then pulled out a stone. Thì bắt đầu ông đặt tay ở trên cái tấm che ngực và lấy những viên đá quý ra. If it was the Urim stone, the answer would be yes. Và nếu như mà họ lấy cái viên đá ra mà đó là viên đá Urim á, thì đó có nghĩa là trả lời vâng, câu trả lời của Chúa là có. If it was the Thummim stone, the answer would be no. Và nếu như cái hòn đá mà họ lấy từ trong túi trên ngực của họ ra là cái hòn đá Thummim á, thì câu trả lời là không. If the priest put his hand in and he came up without a stone, the answer was wait. Và nếu như mà Chúa nhưng thầy tế lễ đặt tay vào trong túi mà cái túi đó lấy ra không có cái hòn đá nào, thì có nghĩa là câu trả lời là đợi đó. You and I might think that was quite stupid. Các bạn và tôi có thể nghĩ cái này hơi ngớ ngẩn ha. But how does God answer prayer today? Nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa trả lời chúng ta làm sao? He either says yes. Ngài hoặc là trả lời được. Or he'll say no. Hoặc là trả lời không. Or he'll say wait. Hoặc là Ngài sẽ nói rằng đợi đó con. And then on the head of the priest was put what was called a mitre. Và ở trên đầu của người thầy tế lễ có một cái head covering, yes. Thì nó giống như có một cái tấm vải che đầu ở trên đầu. And you read in the Bible of Aaron wearing the mitre. Và ở trong Kinh Thánh đó thì chúng ta thấy rằng Aaron cũng đội ở trên đầu mình một cái tấm che như vậy. Something like a diadem or a tiara. Something like that, you know, it was a crown helmet, but it was made of material. Yeah. Và cái đồ mà đội ở trên đầu này, cái mão ở trên đầu này nè, nó giống như là làm từ cái chất liệu tiara. It was made of fine linen.
nó cũng được làm cái mã đội trên đầu nó cũng được làm bằng vải gai mìn. Giving a picture to you and I of having the mind of Christ. Nó cho chúng ta thấy hình ảnh này, chúng ta cũng còn phải mang lấy tâm trí như Đấng Christ. Which is a mind of righteousness. Đó là tâm trí của sự công bình. And then there was also in the front of the mitre, there was an actual plate, a physical plate. It was called the golden plate. Và ở trên cái mão mà đội trên đầu của thầy tế lễ đó, cái đồ mà trên đầu thầy tế lễ thì nó cũng có một cái miếng vuông mà nó bằng vàng. And it was made of pure gold. Nó làm từ vàng ròng. And engraven in this mitre plate on the head of the priest. Và ở trên cái miếng ở trên cái mão đó, cái miếng mà vàng trên mão đó thì được khắc vào. Were these words holiness unto the Lord? Cái dòng chữ gọi là thánh hay là Đức Giê-hô-va. You see now the priest being properly washed, properly clothed, properly anointed, and all these beautiful things speak to us of how God wants you and I to be. Các bạn thấy một thầy tế lễ ông đã được rửa lại cho tinh sạch như thế nào, được mặc lấy những cái lớp áo tinh sạch đẹp đẽ như thế nào, được sửa soạn chuẩn bị đẹp như thế nào ở trên đầu đến cả người như vậy, thì đây cũng là hình ảnh mà Chúa muốn chúng ta với tư cách là những thầy tế lễ cũng sẽ trở nên như vậy. In Exodus 39, verse 30 and 31, it's very interesting. It's talking about this mitre. Và ở trong Exodus ký đoạn 39 câu 30. It says they made the plate of the holy crown of pure gold, and they wrote upon it a writing like to the engravings of a signet, and the words were holiness unto the Lord. Xuất đoạn 39 câu số 30 thì nói rằng họ cũng dùng vàng lá rồng chế cái thẻ thánh, khắc trên đó như người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va. That's a beautiful picture that I've given you so far, even though it's not easy to understand. Đây là một cái hình ảnh rất là đẹp đẽ mà tôi đang muốn vẽ lên cho các bạn nhìn thấy, dù có thể là nó không dễ để chúng ta hiểu được. Aaron fully dressed. Ở đây chúng ta thấy rằng Aaron thầy tế lễ bây giờ đã được mặc trọn vẹn. Jesus Christ in all of his glorious perfection. Ông đã được mặc trọn vẹn cái hình ảnh của Chúa Giêsu ở trong cái hình trạng gọi là vinh hiển toàn vẹn trọn bộ của ngài với tư cách là thầy tế lễ cả. And it also typifies men and women like us. Và ngài cũng muốn chỉ định chúng ta những người nam những người nữ tin Chúa. In glorification, having put on Christ in his fullness. Đó là chúng ta phải mặc lấy cái sự vinh hiển bằng cách mặc lấy Đấng Christ khi mà ngài được đầy trọn trọn vẹn. Now are you ready for something? Bây giờ các bạn đã sẵn sàng để nhận lãnh một điều gì đó chưa? After the priests were properly washed, properly clothed, properly anointed. Sau khi mà thầy tế lễ đã được tắm rửa một cách and we'll come down to tinh sạch, mặc một cách đẹp đẽ nhất, sửa soạn một cách tốt nhất rồi, thì sự sức dầu mới đến. Chúng ta xem nó ở trong câu 10 câu đến câu 12. Verse 10 to verse 12, Moses took the anointing oil. Từ câu 10 đến câu 12, Môsê bèn lấy dầu sức. He anointed the tabernacle and all that was therein. Sức cho đền tạm và các vật ở tại đó việc riêng ra. Each of the pieces of furniture. Việc riêng ra từng vật thánh đó. And then he sprinkled thereof upon the altar 7 times. Rồi rảy dầu 7 lần trên bàn thờ. Anointed the altar and all its vessels. Và sức dầu cho bàn thờ cùng các đồ vật. And his foot to sanctify him. Các thùng và các chân thùng đặc biệt riêng ra thánh. A sevenfold anointing folk, amen. Chúng ta thấy ở đây sức dầu tới 7 lần, có nghĩa là sự tất sức dầu. Anointing. Sự sức dầu tới 7 lần, có nghĩa là một sự sức dầu, con số 7 nói tới sự trọn vẹn ở đây. And he poured the anointing oil, verse 12, upon Aaron's head. Câu 12. And anointed him to sanctify him. Người cũng đổ dầu sức lên đầu Aaron, sức cho người đặc biệt riêng ra thánh. And Moses did the same for Aaron's sons. Và đoạn Môi-se cũng làm những điều như vậy cho các con trai của Aaron. You know, the Bible talks about a sevenfold anointing.
Các bạn biết không, Kinh Thánh có cho chúng ta nói sự sức giàu gấp 7 lần. You read about in Isaiah 11 verse 1 to 3. Isaiah 11, 1 to 3. Chúng ta có thể xem ở trong Esai đoạn 11. And I don't have it written down here, but it's so, so beautiful. Yes, I got it here. Isaiah 11, 1 to 3. It says, the Spirit of the Lord would rest upon him. Thì Kinh Thánh nói rằng, và thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự ở trên người. The Spirit of wisdom. Thần của sự khôn ngoan. The Spirit of understanding. Thần khôn thông sáng. The Spirit of counsel. Thần mưu toán. The Spirit of might. Thần mạnh sức. The Spirit of knowledge. Thần hiểu biết. And the Spirit of the fear of the Lord. Và kính sợ Đức Giê-hô-va ơi sai người một ấy ạ. Amen. This is all part of the sevenfold anointing that God wants to place on you and I. Chúng ta thấy 7 lần tất cả những cái điều mà Chúa muốn dành cho chúng ta, Chúa muốn lên thêm vào tới 7 lần. The Spirit of the Lord resting upon us is an anointing to preach. Vậy nên thần của Đức Chúa Trời ở trên chúng ta cũng giống như là Ngài muốn đến sức giàu cho các thầy tế lễ như vậy. You know Jesus Christ Himself. Các bạn chính biết chính Chúa Giêsu. He said the Spirit of the Lord is upon me to preach God's word. Chính Chúa Giêsu Ngài nói rằng thần của Chúa ở trên ta để trao giảng tin lành cho kẻ nghèo. Cho nên chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta cũng có sự sức giàu ở trên chúng ta. But along with the sevenfold anointing comes the Spirit of wisdom and the Spirit of understanding. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bên cạnh những sự sức giàu đó, chúng ta thấy có thần của sự hiểu biết. You can counsel like Jesus counseled. Amen. Và rằng thần của Spirit of might speaks about the Spirit of power. Mưu toan và mạnh sức nữa. And the Spirit of knowledge talks about revelation knowledge of God's word. Amen. Thần hiểu biết thì cho chúng ta biết có cái sự thấu hiểu tri thức về lời Chúa. Called the fear of the Lord. Và có một cái sự sức giàu đặc biệt ở đây, đó là sự sức giàu kính sợ Đức Giê-hô-va. So what do we see? Như vậy chúng ta thấy gì ở đây? We see the priest properly washed, properly clean, cleansed, properly anointed. Amen. Như vậy chúng ta thấy thầy tế lễ đã được làm tinh sạch một cách theo đúng tiêu chuẩn nhất, đã được làm mặc một cách theo đúng tiêu chuẩn và sau đó được sức giàu theo như tiêu chuẩn. You might think that I've misled you because I haven't even mentioned revival yet. Các bạn có thể nghĩ nãy giờ không biết tôi đang dẫn mọi người đi lạc tới đâu, bởi vì tới giờ vẫn chưa nói gì về sự khó khăn hết. Amen. Nhưng mà chỉ sau khi những điều này diễn ra, amen. Giống như ở trong Lê Vi đoạn 8. To Leviticus 14. Cho đến tận Lê Vi đoạn 14. Just before you get to Leviticus 14, let me take you to Leviticus chapter 9. Trước khi chúng ta qua Lê Vi đoạn 14, thì tôi muốn các bạn xem ở trong Lê Vi đoạn 9 trước. Moses now preaches to the whole nation. Bây giờ Moses đang rao giảng lời Chúa cho cả dân sự. And the nation gathered to hear him preach the word of God. Và dân sự lúc bấy giờ nhóm hiệp lại để nghe Moses rao giảng lời Chúa. After that 8th chapter. Sau 8 chương. They come into chapter 9 and Moses stands before the people and says, "For today the Lord will appear to you." Thì tới chương thứ 9 thì lúc này Môi-se đứng trước mặt dân sự và nói rằng, vả hôm nay là ngày Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra giữa vòng các người. Have you ever, as a minister, stood before your people and said, today the Lord's going to appear to you? Có bao giờ các vị với tư cách là những người lãnh đạo, những người hầu việc Chúa, dám nói với dân sự mình rằng, ngày nay Chúa Ngài sẽ hiện ra giữa vòng anh em không? Moses was so confident he could stand before the people and say, this very day God is going to appear to you. Môi-se đứng giữa vòng dân sự vô cùng tự tin nói rằng ngày hôm nay Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra giữa vòng các ngươi. If that didn't happen, the people could stone him, you know. Nếu như mà Chúa không hiện ra là người ta ném đá Môi-se luôn. And then in verse 6, in chapter 9, verse 6. Và ở trong câu số 6 của chương 9. Moses said, this the thing which the Lord commanded that you should do. Môi-se nói rằng đây là điều mà Đức Giê-hô-va phán dặn các ngươi hãy làm đi. Which had already taken place. Thì sự vinh quang của Chúa. And he says, and now the glory of the Lord will appear to you. Sẽ hiện ra cho các ngươi. Oh, is that something?
Nếu như các ngươi làm theo thì sự vinh quang của Chúa sẽ hiện ra cho các ngươi. And say those words. Các bạn nghĩ mình có bao giờ được dám đứng trước mặt dân sự của Chúa và nói những lời này không? So now we must go to Leviticus 14. Are you ready for it? Oh, để lại đây. Bây giờ mình sẽ qua tiếp Lê Vi đoạn 14. You don't miss this. We're just about through, but this is the real climactic moment. Leviticus 14:14. And the priest shall take some of the blood of the trespass offering. Thầy tế lễ sẽ lấy huyết của các con sinh tế. And the priest shall put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed. Chuột sự mắc lỗi bôi trên bên tay trái tay hữu của người được sạch. And upon the thumb of the right hand. Và đặt ngón tay mặt. And upon the great toe of the right foot. Và trên ngón cái của chân mặt. Now we had an altar call here today, and I came up and put some blood. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh của hành lang bên ngoài đây. Would speak to you of having divine hearing. Và khi mà việc mà bôi huyết ở lên trên tai của mình đó, nói đến cái việc mà có thể nghe được cái khả năng nghe từ thiên đàng ban cho. And the thumb of the right hand. Và từ cái ngón tay cái của tay mặt của mình ạ. People of Israel understood this. You know, the hand always speaks of service. Và chúng ta biết là cái tay á luôn là hình ảnh thể hiện của sự phục vụ. And the thumb of the right hand will speak of clean and holy service. Và khi mà mình thấy rằng huyết mà bôi lên cái ngón tay cái của tay của mình á thì nó là hình ảnh của một cái sự phục vụ tinh sạch và là standing with bare feet. All standing with bare feet. Tất cả chúng ta đều để trong trần. And Moses would put the anointing oil on the big toe of the right foot. Xin lỗi, lúc đó những người đó đều phải để trong trần để rồi môi xe có thể bôi huyết ở trên chân của họ. Speaking of them having a clean and an anointed walk, amen. Nói cách khác, lúc này các thầy tế lễ sẽ có được cái bước đi, có nghĩa là cái đường lối một cách thanh sạch thánh khiết. And then in chapter 9, you move chapter 9, Moses then was able to stand before the congregation and say, today the Lord is going to appear to you. Bởi vậy ở trong đoạn 9 lúc đó, Môi-se mới có thể công bố rằng đây là ngày mà Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra giữa phòng các người. And he also said, the glory of the Lord shall appear to you. Và Môi-se ông cũng nói rằng và sự vinh hiển của Chúa cũng sẽ, vinh quang của Đức Giê-hô-va cũng sẽ hiện ra cùng các người. And then we must come then into verse 22 to 24. Và sau đó trong câu 22 đến câu 24 của sách Lê Vi đoạn 9. Hallelujah. Just let me get it. It's too good. Yeah, 22 to 24. That's chapter 9. Yeah, chapter 9. 22 to 24. He just said, today the Lord is going to appear to you, and today the glory of the Lord will be revealed. Thì ở đây Môi-se và Aaron và hội mạc kêu lên chúc phước cho dân sự, vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự. Now in verse 22 it says, Aaron lifted up his hand towards the people, as the high priest, and he blessed them.
Và chúng ta thấy là Môi-se và A-rôn bước vào, A-rôn là thầy tế lễ cả, đến và chúc phước cho dân sự. And came down from offering of the sin offering and the burnt offering and the peace offerings. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng sự vinh quang của Chúa hiện đến, lời là thiêu hóa tất cả các của lễ thiêu và mở ở trên bàn thờ. And then Moses and Aaron went into the tabernacle. Rồi sau đó Môi-se và A-rôn vào trong hội mạc. It's called the tabernacle of the congregation. Cái nơi mà cái đền đó gọi là cái hội mạc, cái nơi người ta nhóm lại. Came out and blessed the people. Khi mà họ đi ra và chúc phước cho dân sự. The glory of the Lord appeared to all the people. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra với tất cả mọi người. And verse 24, and there came a fire. Và ở trong câu 24. Out from before the Lord. Thì chúng ta thấy là có lửa. It consumed upon the altar. Từ Đức Giê-hô-va rè ra và thiêu đốt hết tất cả những cái của lễ thiêu and the fat of the burnt offering, và which của lễ và mỡ of the được dâng lên bàn. Một phần ở đó đến mỡ ở đây có nghĩa là những cái phần tốt nhất được dâng lên. The people, when all the people, hallelujah, saw it, they shouted. Thì lúc đó cả dân sự thấy đều vui mừng. And they fell on their faces before God. Và sắp mặt xuống đó. And truly acknowledged that He was the true God. Amen. Và họ thật sự nhận biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trong thật. Amen. It was a powerful anointing in that nation of Israel at that time. Chúng ta thấy có một sự sức dầu vô cùng quyền năng ở trên quốc gia của Israel lúc bấy giờ. But we have been given a picture as to what took place before. Amen. Nhưng mà the washing, the cleansing. Amen. Nhưng mà trước khi thấy được điều đó, chúng ta thấy để giờ tôi đã đưa cho mọi người đi qua những cái hình ảnh về việc the anointing, rửa sạch, mặc lấy những bộ áo tròn và sau đó là về sự sức dầu. Would you do something for me? Các bạn có thể làm điều này cho tôi được không? I'd like you to just take the tip of your right ear and your hand. Would you do that? Tôi muốn các bạn hãy cầm tay cái tay phải của mình, cái giá tay phải của mình. Let's just do this for a second or two. Hãy làm nó một hai giây thôi. Yeah. Bởi vì cái tay của mình là nói về cái việc nghe, lắng nghe. And water and oil were applied to the tip of the right ear. Và of every priest. So nước cũng như là dầu. Sẽ được xúc ở trên lỗ tai của tất cả những thầy tế lễ của Chúa đang ngồi đây để rồi họ có thể được lắng nghe lời của Chúa ở trên xa. Bây giờ xin hãy nắm lấy cái ngón tay phải của mình, nắm cả cái ngón tay phải giống như tôi cũng được. Và nguyện nước và dầu. Bởi vì Chúa mà muốn chúng ta có một sự phục vụ Chúa trong sự tinh sạch. Yes, Lord. And I don't know if you've been down, but if you want to put your hands on the big toe of your right foot. Và tôi không biết là các bạn có muốn làm điều này không, nhưng mà nếu các bạn có thể đặt tay ở trên cái ngón chân cái phải của mình á. Và cái chân thì nói về việc bước đi đúng không ạ? Bước đi theo Chúa phải không ạ? The big toe of the right foot, amen. Hãy đặt nó theo. I can't get down like you can. Tôi bây giờ không thể là cúi người xuống giống như các bạn rồi. God wants our walk to be clean and anointed. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta có cái sự đồng bước đi với Chúa thanh sạch và thánh khiết trước mặt Ngài. And after that was done, the fire of God came. And you know, consumed the whole of the burnt offering. The burnt offering in those days means that they gave everything they had to God. Amen. Và sau khi chúng ta đã làm tất cả những việc này, thì chúng ta biết rằng lửa từ trời của Chúa sẽ giáng xuống, thiêu đốt hết tất cả các của lễ thiêu. Chúng ta biết cửa của lễ thiêu trong thời cựu ước có nghĩa là con dâng hết tất cả mọi thứ, cái gì tốt nhất là dâng lên hết rồi. I'm not going to ask you to fall on your faces. They fell on their faces before God. Imagine the great happening that was in time and history. Bây giờ có thể tôi không yêu cầu mọi người gọi là sấp mình xuống, sấp mặt xuống giống như trong Kinh Thánh nói. Nhưng mà chúng ta hãy tưởng tượng dân sự lúc bấy giờ họ đã sấp mặt xuống ở trước mặt Chúa như thế nào. Amen. Praise the Lord.
Now tomorrow we'll look at another revival in biblical history. Ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp một cái sự phấn hưng khác ở trong lịch sử của Kinh Thánh. And then we'll see what God has for us from then on. But thank you at this time. I guess it must be pretty close to time. Yeah, okay. And there's something else. But I love somebody to pray. Yeah. Chúng ta đã xét giờ nghỉ rồi cho nên tôi sẽ kết thúc ở đây. Và tôi xin mời một thầy cô nào đó cầu nguyện. Và chúng ta sẽ cùng hiệp lại với người anh em đó để cầu nguyện. Even while the person is praying, we could all just be, quietly speaking in the language of the Spirit. Khi mà vợ anh em nào cầu nguyện, có thể chúng ta cùng giữ vọng với sự cầu nguyện bằng cách cầu nguyện trong tiếng mới. Chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện trong tiếng mới.